Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Hôm nay thì anh em đang có mặt ở bên gần với cầu Trống Trơ các bạn ạ. Hôm nay là xe là chuyển sỏi vào đây cho bà con, bởi vì cái tuyến đường từ đây đi lên bản thì nó ngắn hơn cái tuyến bên khu tập kết đường rẽ lên Tà Trơ rất là nhiều, giảm cái thời gian cũng như là giảm cái xăng xe đi lại của bà con đấy các bạn. Định hôm nay là chuyển cho lên dốc này, cho đổ ở bên bờ suối bên này cho bà con, nhưng mà cái này nó 4 khối thì xe không lên được dốc này đâu các bạn. Nếu mà lên thì chỉ được hơn khối. Sao thì mấy xe to. Để đây cho bà con xúc cho lên bản. Trên bản thì hôm nay là có một đội trên đấy để đổ bê tông. Tiếp tục nối vào cái đoạn hôm nọ đổ được 250m rồi. Đường cái tuyến rẽ lên nhà A Lửng đấy. Hôm nay là có bao nhiêu xe em say? Chắc là 20 xe. 20 xe à? Cứ 20 xe mỗi chuyến là nó cũng khoảng một khối đấy các bạn. Bởi vì là cứ 20 bao thì được một khối mà. Vượt là hà plau được phút rồi vậy á. Phút rồi hả? Đường mấy hôm nay nắng không sơn đâu anh nhỉ? Nắng không trơn lắm nhưng mà sáng nay mưa một tí. Vâng. Sáng nay mưa tôi có một tiếng đồng hồ thôi là nó. Bây giờ nó chưa khô mấy, chưa đi được nhưng mà một tí nhưng mà nắng ra thì. Tuyến đường này hầu như toàn đất đỏ là nhiều. Nhưng mà mưa phát là nó trơn. Nhưng mà sáng nay không mưa mà tí đấy thì thoải mái. Như hôm qua. Nhưng qua thì được. Nếu qua cao lại là chủ đi, xuống mang hỏi nè. Tại là xuống rồi quân châu phá mà lên là xuống. Cái này sáng nay là anh Tuyến cho vào một xe là 4 khối các bạn ạ. 4 khối thì chắc là mấy anh em mỗi người 4-5 chuyến là hết thôi nhỉ. Cái đống này. Anh ấy đang tiếp tục đi chuyển tiếp ở ngoài kia vào rồi các bạn. Chắc phải vào mấy xe. Mấy xe thì được khoảng hơn chục khối. Mười mấy khối. Ok, được chưa anh em? Lên bản thôi. Một tốp là gần chục xe là lên trước rồi các bạn. Hiện tại anh em lên đến bản Trống Tàu rồi các bạn. Đây là cái đoạn cua hôm nọ đổ vừa xong đấy. Đoạn này thì chúng đã đổ cua ra rất là rộng rồi. Thoải mái là anh em đi xe nó không bị văng đi kia đâu. Nên là bà con sáng nay cũng vừa ghép thuốc phang. Chắc là đổ từ trên kia xuống đấy. Ui, hai mít tu này. Con của em sâu đi các bạn. Chắc hôm nay là cũng đi làm theo mẹ đấy. Bên dưới thì đội chuyển vật liệu vẫn đang tiếp tục rất là tấp nập.
kia à? Đi xăm về vá. Không có. Vá cơ mà. Thì vá thì miếng vá không có thì vá kiểu gì. Đấy xì à? Ừ, xì rồi. Xì đang vào, anh em bà con cứ đổ đoạn này ra đi. Cái này có mà đổ thoải mái của ta. Thơm lắm. Anh từng hoa hồ chưa? Ờ, chào. Quyền rồi thế. Cái này là toàn là phụ nữ các bạn ạ. Đảo đi, bây giờ đảo sỏi với lại ấy đi. Đi cát đi. Tao khóc. Cá nhiều không có sỏi. Được bạn nào chưa? À, phía kia rồi ạ. Cho cưng, bước cho con ra nó. Đây là đổ nối từ cái đoạn cấm dưới nhà A Lử đây các bạn. Giật xuống phía bên này. Sang đoạn này là được 300 mét. À, hôm nay A Dâu đi đâu? Ông A Lử đi đổ bà con đây. A Dâu đi đâu đây? A Dâu một tên là nó ta. À, đấy là mình ông Lử đi làm các bạn ạ. Nhưng mà đây bên này còn phải A Dâu nữa, con dâu ông A Lử đấy. Hôm nay gia đình là có hai người đi làm mình nhỉ? Hai người đấy. Đạt công đấy. Mấy cháu rồi. Các bạn bà nội rồi à? Do sắp tay bà nội rồi. 25 tuổi là 30 tuổi không phải đâu. 25 mới 15 tấn mà. Sao rồi các bạn? Cho khé con mà, cho khé con em dẫn. Có bôi thuốc cho con chưa? Cho rồi gì? Chân thấy đỡ hơn nhiều chưa? Chân này đỡ hơn nhiều chưa? Nhiều lắm. Ê, Mitu thì anh gặp ở dưới kia rồi, còn con gái thì ai lấy cho? Anh... Đúng ở dưới này ạ? À? Hay là để mẹ lấy cho trông cho? Chơi ở dưới này ạ? À? Xem cẩn thận nhé. Cả mấy chị em trên bảng đấy nhá, xem con cẩn thận nhá. Cái đoạn đường này là toàn là phụ nữ đổ đây các bạn. Có mỗi hai chú này. Hai chú này là ấy thôi, xoa thôi. À đâu còn ông Lử nữa. Đấy. Hôm nay là đàn ông tập trung đi chuyển sỏi với xi ở dưới kia hết. Còn trên bản thì chị em phụ trách đổ bê tông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mấy con đi. Còn bên này đội chủ vật liệu vẫn đang tiếp tục các bạn, rất là tấp nập. Hôm nay quân chuyển vật liệu và quân đổ bê tông rất là phấn khởi, rất là háo hức các bạn. Đâu rồi nhỉ, cái cô sáng nay bảo đăng ký hát đâu nhỉ, chiều nay lại không thấy đâu nhỉ. À đi chở sò ra. Thế mấy chị em trẻ trẻ này không ai biết hát à? Không biết hát. Nhưng mà chắc là cho tí hâu chớ vào mới biết hát rồi quá. Mấy chị em bên này cào lên phía trên một tí nữa đi. Bên này, bên bên này này. Cào lên một tí nữa đi. À, cho nó dày dày lên chứ. Nó phải đảm bảo 10 cân. Không để ý à? Chở khỏe nhá. Một phát hai bao luôn. Chở ba bao nhưng mà không được à. Hai bao thôi. Chở ba bao là tạ rưỡi sợ bốc đầu đấy. Cái tuyến đấy nó ấy quá. Úi rồi. Em xong cũng khỏe thế. À, em xong. À à. Chú cần này có thấp hơn tỏ xuống không? Chả lâu thì tàng hắn có. Nhân đâu đấy, khai. Nhân đồ xe. Hắn ngồi chả lâu. Ai chú mở ô. Ai chú mở ô. Ai chú mở ô. Ai chú mở ô. Ông xã cũ. Rồi ông mò đi theo là một cái con lùi. Cho kênh đít này này. Thế nào rồi, xử lý được chưa, nước được chưa? Đây rồi gì. Nối thêm ống à? Ở bản này nếu mà nói về tay lái cừ khôi nhất, tay lái nữ ấy là em này đấy nhờ. Được đấy. Cao thủ đi xe. Con mang đen đen nóng như này nhỉ. Vâng. Xe nối xe. Đoàn nối đoàn các bạn ạ. Rất là tấp nập. Lên lên nữa. Cho lên đây tí được không? Tắt máy rồi. Tắt máy rồi à? Mà xe để được thì được, mà xe không để được thì đà nó khó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như hình ảnh lao động rất là hăng say của bà con các bạn. Vì là cái thời tiết hôm nay rất là nóng, nắng chói chang luôn các bạn. Nhiệt độ hôm nay chắc phải rơi vào khoảng 30, hơn 30 độ C các bạn. Khát nước không? Mệt không? Hả? À, sáng thể à? Sao hồ? Ừ. Cố gắng lên nào. Sáng thì không có chưa, sáng thì em ở cầu làm cho chú ở dưới cầu ấy. Trưa thì em đi chở chuyến xi cho bà con làm. Sáng nay thì bà con xuống hết xi, em ra thêm 5 tấn xi nữa. Đang ha xay đang chuyển lên trên này, có xi cho bà con làm. Chào mọi người nhá. Nho rồng, nho rồng. Nho rồng tù nả. Tù nả không nho rồng miễn tù à? Em có một câu miễn tù. Miễn tù lồ lồ này, nho rồng miễn tù nha. Nho rồng miễn tù. Tù miễn tù nả, tù miễn tù. Công nhân lên. Thôi nho rồng miễn tù được. Có miễn tay không? Cho miễn tù một đứa. Miễn tù là miễn mí thôi. Miễn tù này. Em đi lên đây, bà con đổ rất là tích cực. Nay là đổ vừa chở vừa chở vật liệu, vừa đổ bê tông. Khá là đông người vừa làm nhanh. Còn bà con nào cho cái lô lô này cơ. Mấy cái lô lô có vừa nước thôi, vừa nả nhá. Nhiều nước quá. Không dễ qua đây. À. Hầu đề à? Nả hầu đề không chứ đâu, nè chứ đâu máu nhau mà. Máu mà muốn nước nhưng mà không có thịt ra. Khát nước thì uống ngay thôi. Ngày hôm nay thì bà con bản chống tàu tổng lực, người người chuyển vật liệu, nhà nhà đổ bê tông các bạn ạ. Còn một đoạn khoảng hơn chục mét nữa là xong rồi. Có lẽ là mình cùng với anh Ninh thì sẽ về sau một chút. Bây giờ thì cũng khá là muộn, với hơn 5 giờ rồi các bạn. Trời hôm nay rất là nắng cho nên là bà con cũng làm cố buổi chiều tối nay nữa. Và video cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập phim tiếp theo. Và rất là mong sẽ bản chống tàu và anh em team tiếng gọi vùng cao sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ủng hộ từ tất cả các mạnh thường quân. Vì cái kinh phí làm đường nó còn rất là hạn hẹp. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Xin chào.